công cuộc khai phá ở Cần Thơ cũng như cả miền Tây bước sang giai đoạn quy mô. Theo sáng kiến của Duval và Geny, từ năm 1890, một kế hoạch nạo vét đào kinh rạch được lập ra tập trung về dài hạn, giao cho các hãng thầu của người Pháp thực hiện bằng phương tiện hiện đại nhất phương Tây bây giờ, vốn đầu tư là 3.680.000 quan Pháp. Chiếc sáng chạy hơi nước 350 mã lực, hoạt động quanh chiếc sáng nhộn nhịp như cái chợ lưu động, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng cho hàng trăm công nhân lao động suốt nhiều tháng năm. Tàu sắt và chiếc sáng là biểu tượng của nền văn minh cơ khí hiện đại, gây ấn tượng mạnh mẽ, đã đi vào thơ ca bình dân. Chừng nào chiếc sáng nọ buông dành, tàu tay kia liệt máy, anh mới đành bỏ em. Kinh đào tới đâu, dù chưa hoàn thành, đã thu hút ngay những người khẩn quan, vốn mang sẵn trong dòng máu ít nhiều táo bạo, kéo đến hai bên bờ, cắm dùi, dựng lều, dỡ đất. Dòng phù sa từ sông Hậu tràn vào, có tác dụng tháo chua, rửa phèn, dung bồi màu mỡ trên vùng nê địa sình lầy. Tiến độ thi công ngày càng dồn dập. Năm 1890, đào kinh Trà Ếch nối ngọn Cái Bé qua Ô Môn. Năm 1896, đào kinh Bà Thậm Tân Lược. Trong hai năm 1908-1910, vét kinh Vàm Bi nối Cái Bé qua Thốt Nốt, vét kinh Như Sự qua Bò Hút Sa Đéc. Những năm cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, công trình giao thông thủy lợi lớn đã hình thành theo chiều dài sông Hậu tỏa ra vịnh Thái Lan. Kinh Hà Tiên nối Châu Đốc ở thượng nguồn sông Tiền và sông Hậu. Kinh Rạch Giá nối với Long Xuyên. Kinh Cà Mau Bạc Liêu nối với kinh Ba Xuyên qua Bãi Sào và thông ra Đại Ngãi. Kinh Sáng Xà No từ Ba Láng ở ngọn sông Cần Thơ kéo thẳng đến sông Cái Lớn, thi công suốt 3 năm 1901-1903, dài 34 km, mặt kinh rộng 60 m, sâu 40 m, đã biến đổi vùng đầm lầy Ba Láng thành đất canh tác phì nhiêu. Các con kinh lớn vừa hình thành, hệ thống kinh nhánh kinh sườn cũng nhanh chóng vươn dài tỏa rộng ra khắp miền. Hệ thống như Nga Năm, Ngã Bảy, Ngôi Sao Phù Hiệp theo cách gọi của người Pháp mở ra cơ hội lớn lao cho những nhà đầu tư khai khẩn. Đem lại nguồn lợi thủy sản không nhỏ cho người dân bằng nghề nuôi cá lồng, bè, đặc biệt là nuôi cá đất bãi bồi, đem lại lợi nhuận rất cao. Đồng tháp mười mênh mông bát ngát, những dòng kinh sông hát xôn xao, cánh cò hối hả gọi nhau về đây xây tổ hoa.
về đây xây tổ giác giao tình.